Lời tiên tri nổi tiếng Grigory Kvasa, 9 dự đoán cho năm 2024. Liệu thế giới có thực sự thay đổi mạnh mẽ trong tương lai? 9 lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Grigory Kvasa tiết lộ những biến đổi lớn của thế giới. Một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc sẽ xảy ra, đặc biệt ảnh hưởng đến các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dự đoán của ông về sự mất giá của đồng đô la và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng gợi ý về một trạng thái tiềm ẩn toàn cầu dựa trên sự yếu kém của nền tảng kinh tế. Tương lai thế giới sẽ như thế nào theo dự đoán của Kvasa? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sự sụp đổ kinh tế sẽ xảy ra trên diện rộng. Các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ ngày càng trở nên thường xuyên. Sự hỗn loạn toàn cầu cũng sẽ lan rộng theo. Những dự đoán của các nhân vật nhà tiên tri luôn kích thích sự tò mò không thể kiềm chế của công chúng. Tuy nhiên, việc công chúng nghĩ gì về họ thì vẫn luôn là một dấu hỏi lớn. Một nhà tiên tri nổi tiếng Nga, Grigory Kvasa, với tư cách là một nhà tiên tri và lý thuyết gia của Nga, đã đưa ra 9 dự đoán về tương lai thế giới. Về lý thuyết, Kvasa đã thành công trong việc xây dựng lý thuyết và cấu trúc lịch sử hệ thống các chòm sao. Với sự trợ giúp từ những lý thuyết này, ông đã đưa ra nhiều dự đoán và đề xuất về tương lai. Dự đoán của ông chủ yếu xuất phát từ khung lý thuyết độc đáo mà bản thân đã tìm ra, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và xã hội. Theo ông Kvasa, cấu trúc chính trị và kinh tế, những thảm họa cùng biến đổi toàn cầu đang sắp xảy ra. Thậm chí một số quốc gia còn có thể đối mặt với nguy cơ biến mất do thiên tai, khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. Một dự đoán quan trọng của Kvasa là thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển mà còn có tác động sâu rộng đến các nền kinh tế lớn. Ông chỉ ra rằng đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá mạnh, có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng lớn, hệ thống và doanh nghiệp. Kvasa nói thêm rằng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của hầu hết những người lao động. Khi đó, ở châu Âu sẽ trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các quốc gia châu Âu sẽ phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất ổn xã hội và bất ổn chính trị. Thậm chí có thể dẫn đến việc một số quốc gia mất đi độc lập và cuối cùng bị các nước mạnh hơn thôn tính. Một dự đoán khác của Kvasa liên quan đến các thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Ông tin tưởng rằng một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong tương lai sẽ là một trận động đất xảy ra ở Nhật Bản, tiếp theo là Mỹ. Những thảm họa này sẽ dẫn đến sự tàn phá của nhiều thành phố lớn, cùng sự thương vong của rất nhiều dân cư. Kvasa dự đoán rằng các thảm họa thiên nhiên trong tương lai sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn. Điều này sẽ dẫn đến những biến đổi lớn trong khí hậu toàn cầu và hệ sinh thái. Dự đoán thứ ba của Kvasa là sự bất ổn xã hội trong tương lai sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn và các cuộc nổi dậy vũ trang. Mức độ tin tưởng của công chúng đối với chính phủ sẽ giảm xuống mức thấp nhất và sẽ có những kêu gọi cải cách. Sự bất ổn xã hội trên có thể dẫn đến việc thay đổi chế độ chính trị ở nhiều quốc gia. Trong các dự đoán của mình, Kvasa đặc biệt đề cập đến Nga. Ông dự đoán rằng Nga sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng cuối cùng vẫn sẽ trỗi dậy trở lại, trở về hàng ngũ các cường quốc chính trên thế giới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và chính trị, Nga vẫn có thể tìm ra con đường giải quyết để bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vĩ đại, quốc gia này phải vượt qua nhiều chướng ngại vật và khắc phục nhiều khó khăn. Dự đoán thứ tư của Kvasa là đế chế Atlantis huyền thoại sẽ có khả năng tái xuất hiện trên thế giới. Ông cho biết, cùng với những hoạt động địa chất mạnh mẽ, Atlantis chìm dưới đáy biển sẽ nổi lên và có khả năng trở thành quê hương mới của chúng ta. Sự kiện trên sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử trái đất. Chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới trên mảnh đất vừa được tái sinh này. Dự đoán thứ 5 của Kvasa là lĩnh vực tinh thần của thế giới sẽ trải qua những biến đổi lớn. Ông tin chắc rằng thế giới đang ở một điểm then chốt của sự thức tỉnh tinh thần. Chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm chân lý của cuộc sống.
Điều này có thể dẫn đến sự phục hưng tôn giáo, cũng như sự ra đời của những giáo lý tinh thần mới, giúp toàn thế giới vượt qua khó khăn và cuối cùng chào đón một tương lai tươi sáng. Theo ông Kavaza, nhiều sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai. Một trong số đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong tương lai không xa, nhân loại sẽ chào đón một cuộc chiến tinh thần chưa từng có, sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác. Lần lựa chọn này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi tương lai của trái đất. Thời gian gần đây, tình hình bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, thiên tai xảy ra thường xuyên cùng với các thảm họa không ngừng xuất hiện trên toàn cầu, một phần đã xác thực lời tiên tri của Kavaza. Tình trạng bất ổn như đang gợi ý rằng thế giới của chúng ta đang tiến đến bờ vực của một cuộc biến đổi quy mô lớn. Vậy những lời tiên tri còn lại của ông là gì? Và liệu cả 9 dự đoán trên có thể xảy ra hay không? Lời tiên tri của nhà tiên tri Nga tiết lộ những biến đổi lớn của thế giới rằng tương lai sẽ xuất hiện công nghệ mới có thể thay thế năng lượng truyền thống. Điều này sẽ mở ra kỷ nguyên công nghệ thân thiện với môi trường. Mặc dù một số nội dung tiên đoán có thể không phải là điều tốt đẹp, nhưng ông Kavaza luôn tin tưởng rằng tương lai không hoàn toàn được định sẵn mà có thể thay đổi và nên được thay đổi một cách tích cực. Kavaza khuyến khích chúng ta cùng nhau tiến bước, ngăn chặn sự xảy ra của thảm họa, cùng nhau nỗ lực vì tương lai của trái đất, tạo ra một mái nhà hòa bình và hài hòa. Trong dự đoán thứ 6 của mình, ông Kavaza đã nói về sự ra đời của các công nghệ mới trong tương lai. Những công nghệ mới này sẽ mang lại những thay đổi to lớn cho thế giới. Con người sẽ tìm ra những nguồn năng lượng mới thay thế cho dầu mỏ và than đá, thúc đẩy công nghệ bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu quả tác động xấu đến môi trường, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới của sự tiến bộ công nghệ phát triển bền vững. Dự đoán thứ 7 của Kavaza liên quan đến tương lai của Nga và Mỹ, bởi hai cường quốc sẽ trải qua những biến đổi lớn và những thử thách nghiêm trọng. Vai trò của hai cường quốc này trong các vấn đề toàn cầu trong tương lai là vô cùng quan trọng. Số phận của hai quốc gia cũng sẽ đan xen phức tạp với nhau. Đối mặt với nhiều thách thức, theo dự đoán của ông Kavaza, Nga sẽ trải qua một giai đoạn đầy thử thách, bao gồm khủng hoảng kinh tế và chính trị. Ông chỉ ra rằng, Nga sẽ phải đối mặt với các xung đột và thách thức cả trong nước lẫn quốc tế, thậm chí có thể đe dọa sự ổn định của quốc gia. Tuy nhiên, Kavaza tin tưởng rằng, Nga cuối cùng sẽ vượt qua những khó khăn này và trở lại hàng ngũ các cường quốc trên thế giới. Sự phục hưng của Nga sẽ xuất phát từ sự tự đổi mới trong nước và việc trở về với các giá trị truyền thống. Người dân sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn về tinh thần, theo đuổi sự đoàn kết. Điều này sẽ giúp đất nước đối phó với các mối đe dọa bên ngoài hay khó khăn bên trong. Kavaza cũng cho biết, Nga sẽ tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên phong phú của mình để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghệ, từ đó nâng cao mức sống của người dân và cải thiện vị thế quốc tế. Về phía Mỹ, ông Kavaza dự đoán, trong những năm tới, quốc gia này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng hơn. Với những vấn đề kinh tế ngày càng nổi bật và sự gia tăng bất ổn chính trị, xã hội Mỹ sẽ ngày càng phân cực. Những mâu thuẫn nội bộ này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên sân khấu quốc tế, thậm chí có thể xảy ra sự biến động của trật tự toàn cầu. Cuối cùng, ông Kavaza đề cập rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với thiên tai, đặc biệt là một trận động đất quy mô lớn. Trận động đất sẽ phá hủy thành phố lớn nhất của Mỹ và gây ra nhiều thương vong. Đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn thảm họa này, có thể sẽ dẫn đến sự di cư quy mô lớn, từ đó làm thay đổi đáng kể cơ cấu dân số của toàn quốc. Do đó, Mỹ cuối cùng phải tự suy ngẫm sâu sắc về các ưu tiên của mình, tìm kiếm con đường phục hồi và phát triển bền vững mới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhà trí thức người Nga Kavaza vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng đổi mới của Mỹ. Ông tin tưởng rằng quốc gia vĩ đại này có sức mạnh kiên cường để đối phó với những thách thức mà làn sóng toàn cầu hóa mang lại. Chắc chắn sẽ có thể trỗi dậy và tìm ra động lực phát triển và sức sống mới. Ngoài ra, trong dự đoán tiếp theo, Kavaza cho rằng Mỹ sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ. Điều này sẽ thúc đẩy thêm sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên sân khấu toàn cầu. Trong quá trình ấy, động lực đổi mới mạnh mẽ của Mỹ và khả năng thích ứng với môi trường thế giới biến đổi sẽ đóng vai trò quan trọng. Cuối cùng, trong dự đoán thứ 9, ông Kavaza nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ là động lực chính của hy vọng và thay đổi. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự biến đổi lớn sắp tới, thúc đẩy sự hòa hợp và thịnh vượng của xã hội và trở thành lực lượng chủ đạo của sự thay đổi tích cực. Bạn có đồng ý với dự đoán về tương lai của nhà tiên tri trí thức người Nga Grigory Kavaza hay không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận.
Mục sư người Mỹ Brandon dự đoán nước Mỹ sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt do sự trừng phạt thần thánh từ thiên đường. Mục sư Brandon ở Mỹ trong buổi phát trực tiếp của mình đã tuyên bố rằng gần đây, Chúa đã cho ông thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng và đáng sợ. Trong giấc mơ, Brandon nhìn thấy một thiên thần khổng lồ lơ lửng trên bầu trời cảng New York. Hình dáng của ngài bao trùm cả bầu trời đêm, mặc giáp vàng như thể chuẩn bị cho một trận chiến. Sự hiện diện của thiên thần ấy quá rực rỡ, khiến ông không thể nhìn thẳng lâu được. Brandon cũng thấy rằng từ trên cao, tượng nữ thần tự do đang với tay ra, nắm lấy dải duy băng đỏ ở thắt lưng, rồi rút ra một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm dài khoảng 100 feet, lấp lánh ánh sáng và lửa. Rốt cuộc, điều gì đang xảy ra? Brandon cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Mặc dù ông đã từng thấy thiên thần trước đây rất nhiều lần, nhưng linh thể chiến đấu mạnh mẽ này có quyền lực được ban cho từ ngai vàng của Chúa. Ngài có gương mặt nghiêm nghị, hai tay giơ cao thanh kiếm khổng lồ, chuẩn bị chém xuống tượng nữ thần tự do. Bản thân Brandon cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh. Nhưng thiên thần nhìn thẳng vào ông, nên ông không có chỗ nào để ẩn náu. Giọng nói của ngài vang lên như sấm sét khắp biến cảng rằng: "Đất nước Mỹ, ta đã từng ưu ái ngươi, yêu thương ngươi hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và đã làm cho ngươi trở nên thịnh vượng. Ngươi sẽ từ chối sự khiêm nhường đến bao giờ? Ngươi đang được cân đo trên cán cân của Chúa, nhưng kết quả lại mất đi khởi đầu vĩ đại của người đã từng. Giờ đây, Mỹ sẽ kết thúc bằng sự nhục nhã và hủy diệt. Ta đã cầu xin ngươi trở về với ta hơn 100 năm rồi. Ta là Đức Chúa Trời nhân từ và rất kiên nhẫn trong sự phán xét. Ngươi không phải là niềm vui của ta, nhưng trái tim các ngươi đã chai sạn. Phớt lờ những người mang đến sự chỉ dẫn khôn ngoan và những người âm thầm cống hiến. Ta đã đưa ngươi ra khỏi hư vô, nâng ngươi lên vượt qua tất cả quốc gia và thúc đẩy ngươi trở thành quốc gia mạnh nhất là để ngươi dẫn dắt thế giới hướng tới hòa bình. Nhưng ngươi đã lạc lối trong quyền lực và dục vọng, xa rời mục đích ban đầu. Ngươi sử dụng cây gậy quyền lực kích động xung đột khắp nơi trên thế giới, khiến lửa chiến tranh cùng khổ đau lan rộng. Ngươi chiếm hữu tài sản và nguồn lực, phớt lờ những người đang sống trong nghèo đói và khó khăn. Lẽ ra, ngươi phải là ngọn hải đăng của hy vọng, nhưng lại trở thành nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Sự kiêu ngạo và tự mãn đã che mờ đôi mắt ngươi, khiến ngươi không thấy được sai lầm của chính mình. Giờ đây, ngươi đã sa ngã và trở nên thấp kém hơn cả Sodom, phạm tội lớn hơn cả Ai Cập, kiêu ngạo còn hơn cả Babylon, Ba Tư và ích kỷ hơn cả Rome. Sự khôn ngoan của ngươi đã từng được cho là cao hơn cả Hy Lạp. Nơi thờ phụng thần thánh xa hoa của ngươi nhiều hơn bất kỳ vương quốc ngoại bang nào trong lịch sử. Khởi đầu của ngươi từng thuần khiết và vĩ đại, nhưng bây giờ tội ác của ngươi lại tràn ngập. Ta sẽ cắt đứt ngươi. Ngươi sẽ gặt hái thành quả của sự tức giận mà bản thân đã gieo. Mỹ sẽ không còn là vua của các quốc gia. Sau lời kết tội đã xảy ra một điều kinh hoàng. Thanh kiếm khổng lồ chém vào đỉnh đầu của nữ thần tự do. Sự va chạm làm tỏa ra ánh sáng chói mắt, chia tượng thành hai nửa. Thanh kiếm chém vào bức tượng hết lần này đến lần khác, chia nữ thần thành từng mảnh. Mỗi lần va chạm, ngọn lửa lại bùng lên, kèm theo tiếng nổ vang dội. Tượng nữ thần tự do bị chặt thành từng mảnh rồi chìm xuống cảng. Brandon nói rằng mình đã khóc và cầu xin Chúa thương xót. Ông chưa bao giờ thấy một vị thần như vậy, chỉ biết đến tình yêu và lòng tốt của Ngài, nhưng chưa bao giờ thấy cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. Tiếp theo Brandon nói rằng giấc mơ của mình lại thay đổi. Ông bắt đầu bay khắp nước Mỹ từ trên không và những cảnh tượng mà ông thấy còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì mà mình từng thấy. Toàn thể nước Mỹ như bị một trận động đất khổng lồ xé toạc ra làm hai nửa. Khu vực Đông Nam bị những cơn sóng lớn nhấn chìm, bờ biển California xảy ra động đất lớn. Toàn bộ đường bờ biển nứt ra và vỡ vụn như bánh quy mặn. Các thành phố lớn ven biển từ Mexico đến Alaska đều chìm xuống biển. Cơn sóng lớn ập vào đất liền cho đến khi phần lớn bờ phía Tây biến mất trong Thái Bình Dương. Sau đó Brandon đã nhìn thấy ba quả tên lửa khổng lồ bay lên. Hai quả được phóng từ biển, còn một quả được phóng từ đất liền. Sau khi bay một đoạn, chúng đã phát nổ chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi.
cả ba quả tên lửa lần lượt nổ tung trên không trung. Đó là những quả bom hạt nhân khủng khiếp tạo thành những đám mây hình nấm khổng lồ màu trắng, tỏa ra ánh sáng chói lòa và sóng nhiệt. Vụ nổ hạt nhân lan rộng khắp nước Mỹ, khiến toàn bộ quốc gia này chìm trong sự sợ hãi và hỗn loạn. Brandon nói rằng, ông biết mình sẽ phải đối mặt với cái chết hoặc bị những thứ này bao trùm. Ông không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết những điều này sẽ xảy ra khi nào, nhưng đó là hình ảnh trong giấc mơ mà Chúa đã khải thị cho ông, hoàn toàn không có bất kỳ sự phóng đại nào. Ngoài ra, mục sư Brandon còn đưa ra một dự đoán rằng vào năm 2029, một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ va chạm với trái đất, gây ra những thiệt hại thảm khốc. Sóng xung kích của tiểu hành tinh đã gây ra một cơn sóng thần quét qua từ Puerto Rico đến Florida và các khu vực ven biển của Bắc Carolina, thậm chí còn ảnh hưởng đến châu Phi và châu Âu. Brandon cho biết ông đã nhận được khải thị này sau gần 10 tháng cầu nguyện và tin rằng đây là điều mà Chúa muốn cho ông thấy. Cụ thể, tiểu hành tinh được mô tả là rất lớn, nên ông tin rằng nó sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp. Hình ảnh mà ông nhận được là khi đang đứng bên cạnh bãi đậu xe. Ông bỗng nhìn thấy tiểu hành tinh khổng lồ tiến gần với tốc độ cực nhanh. Một âm thanh va chạm vang dội làm rung chuyển cả thế giới. Khi tiểu hành tinh va chạm với trái đất, sóng xung kích phát ra đủ sức mạnh để làm vỡ tất cả các cửa sổ của các tòa nhà. Sau đó, tiểu hành tinh nổ tung thành nhiều mảnh lớn. Những mảnh vụn này phát tán khắp nơi, rơi xuống các khu vực khác nhau trên trái đất, gây ra hậu quả thảm khốc. Môi trường xung quanh điểm va chạm sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Theo mô tả về thị kiến của Brandon, tiểu hành tinh sẽ va chạm gần khu vực San Juan ở Puerto Rico, gây ra sự tàn phá lớn. Sóng xung kích từ cú va chạm sẽ kích hoạt một cơn sóng thần mạnh mẽ với quy mô rất khó tưởng tượng. Những cơn sóng thần sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh, bao phủ các hòn đảo dọc bờ biển Đại Tây Dương, bao gồm Puerto Rico, Bahamas và các hòn đảo khác ở vùng Caribe. Chiều cao của những cơn sóng sẽ vượt xa hàng trăm feet, hoàn toàn nuốt chửng các hòn đảo này, gây ra thiệt hại lớn. Hậu quả là sóng thần không chỉ nhấn chìm Puerto Rico mà còn ảnh hưởng đến bang Florida, đặc biệt là Miami và Fort Lauderdale. Sóng của sóng thần thậm chí có thể tràn vào sâu trong đất liền, gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho tất cả các khu vực bị ảnh hưởng. Tác động của cơn sóng thần còn lan rộng lên phía Bắc, đến mũi Hatteras ở Bắc Carolina, thậm chí lan đến châu Phi và châu Âu. Nhiều nơi sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả Vương quốc Anh. Tốc độ của sóng thần nhanh đến nỗi nhiều người không kịp thời gian để rời khỏi các hòn đảo. Toàn bộ khu vực Đại Tây Dương sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Đó là cảnh tượng mà Brandon đã nhìn thấy dưới sự chỉ dẫn của Chúa. Mặc dù những cảnh tượng tận thế mà Brandon mô tả thật đáng sợ, nhưng chúng cũng không đơn thuần là một sự đe dọa. Những hình ảnh này có thể là một lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho nhân loại, khiến chúng ta suy ngẫm về hành động và lối sống hiện tại của mình. Hình ảnh trong giấc mơ, dù là sự phán xét của thiên thần hay va chạm của các tiểu hành tinh nhỏ, đều nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng phải có trách nhiệm xem xét lại các giá trị và hành động của bản thân. Đối mặt với lời cảnh báo, chúng ta không chỉ cần chú ý đến ý nghĩa của biểu tượng phía sau những lời tiên tri mà còn phải rút ra bài học, tìm cách thay đổi để tránh những bi kịch xảy ra. Thách thức thực sự nằm ở chỗ, con người làm thế nào để xem đây là cơ hội, chủ động thực hiện những biện pháp có ích, nỗ lực sửa chữa con đường đã lệch lạc và từ đó tạo ra một thế giới hài hòa hơn cho tương lai. Thần đồng Annan tới Đài Loan, dự đoán thảm họa sẽ diễn ra vào năm 2025. Thị trường chứng khoán Mỹ sắp sụp đổ. Không chỉ có khả năng dự đoán những sự kiện lớn trên toàn cầu, thần đồng Ấn Độ Annan còn tuyên bố có thể nhìn thấy số phận trong tương lai của Đài Loan. Trong quá khứ, Annan đã dự đoán chính xác cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, chiến tranh giữa Israel và Palestine, thậm chí cả tương lai của tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, TSMC, cũng nằm trong những lời tiên tri của anh. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá một số lời tiên đoán mà thần đồng Ấn Độ Annan đã đưa ra tại cuộc phỏng vấn tại Đài Loan trong video ngày hôm nay. Bắt đầu buổi phỏng vấn, MC đã hỏi về bối cảnh gia đình của Annan. Anh cho biết mình xuất thân từ một gia đình có truyền thống sâu sắc trong việc nghiên cứu chiêm tinh Vệ Đà, một bộ tri thức cổ đại ở Ấn Độ được truyền từ tổ tiên của anh.
Anand có một người chị gái sống cùng với bố mẹ ở miền Nam Ấn Độ, còn bản thân anh hiện đang sống giữa Bangalore và Mayros. Từ nhỏ, Anand đã có một niềm đam mê mãnh liệt với chiêm tinh học và nhận được sự hướng dẫn tận tâm từ gia đình. Anh tự học và trở thành một chuyên gia có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngôn ngữ như Sanskrit, Tamil, Kannada, Hindi và Nepali. Tiếp theo, MC đã hỏi Anand về những lĩnh vực khác ngoài chiêm tinh học trong những dự đoán về tương lai. Anh đã trả lời rằng, ngoài việc dựa vào trực giác để dự đoán, thì thiền còn giúp bản thân anh quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, khiến cho dự đoán trở nên chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào trực giác thì chưa đủ, mà cần phải kết hợp tính toán và suy nghĩ về các khả năng khác nhau. Trong buổi phỏng vấn, MC có nhắc đến việc Anand có khả năng dự đoán thiên tai, sự kiện chính trị, xu hướng kinh tế và sự lây lan của bệnh tật. Ngoài ra, anh còn có thể dự đoán các sự kiện lớn toàn cầu như động đất, sóng thần. Trong quá khứ, anh đã từng dự đoán thành công nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như xung đột giữa Israel và Palestine. Anh thậm chí cung cấp dịch vụ phân tích tình hình kinh tế cho cá nhân và doanh nghiệp. Về độ chính xác của những dự đoán, Anand thừa nhận xác suất không phải là 100%, nhưng anh cam kết sẽ không ngừng nâng cao trình độ dự đoán. Theo thống kê, tỷ lệ chính xác trong dự đoán của Anand lên tới 89%. MC vô cùng tò mò rằng, liệu anh có thể dự đoán số phận của người khác không? Anand khẳng định là có, với điều kiện dựa trên thông tin ngày sinh của người được dự đoán để vẽ biểu đồ sao nhằm dự đoán diễn biến vận mệnh của họ. Về kế hoạch nghề nghiệp, Anand cho rằng thuật chiêm tinh và dự đoán chỉ là một phần trong công việc của mình, bởi anh ấy cũng là cố vấn cho nhiều công ty năng lượng bền vững và quản lý một số lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, Anand còn giảng dạy tiếng Phạn, tiếng Tamil, chiêm tinh và chiêm tinh toán học. Vì đây là buổi phỏng vấn tại Đài Loan, nên MC đã hỏi Anand về dự đoán tương lai phát triển của đất nước này. Sau khi nghiên cứu về lá số chiêm tinh của Đài Loan, Anand khẳng định rằng bản sắc dân tộc của Đài Loan sẽ không bao giờ biến mất. Độc lập vẫn sẽ được giữ vững dù có sự thay đổi quyền lực. Tuy nhiên, anh cảnh báo rằng từ năm 2025 trở đi, Đài Loan có thể phải đối mặt với một số thách thức lớn. Vì đây là chủ đề khá nhạy cảm nên Anand không đề cập thêm. Ngoài ra, anh cũng đã phát biểu về sự phát triển thể thao của Đài Loan. Anh thừa nhận bản thân vẫn còn hơi mơ hồ về chủ đề này, nên chưa có kết luận rõ ràng về điều tốt hay xấu trong tương lai. Trước đây, tại buổi họp báo nhân sự kiện hội nghị blockchain, khi được hỏi về vấn đề liên quan đến TSMC, Anand đã chia sẻ rằng, mặc dù có nhiều yếu tố phức tạp, nhưng trong hầu hết các khía cạnh, anh cho rằng điều này có lợi cho Đài Loan. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra rằng, từ năm 2025, Đài Loan có thể sẽ phải đối mặt với một số vấn đề thách thức. Khi được hỏi bản thân có quan điểm gì về sự phát triển tương lai sắp tới của TSMC, Anand đã kiên định bày tỏ sự lạc quan đối với triển vọng của công ty này và cho rằng có thể trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2026, TSMC sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung, công ty sẽ vẫn sở hữu giá trị thị trường khá cao, đặc biệt trong vài thập kỷ tới. Vào khoảng 20 năm tiếp theo, TSMC sẽ có sự tăng trưởng nhanh chóng hơn, nhưng Anand cũng nhắc nhở rằng các quốc gia khác vẫn đang nỗ lực phát triển công nghệ sản xuất bán dẫn. Mặc dù họ có thể không đạt được tầm cao như TSMC, nhưng cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ trở nên khốc liệt hơn. Tại buổi phỏng vấn, MC có nhắc đến dự đoán chính xác về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ngoài ra còn thảo luận về cách anh sử dụng thiên văn và phân tích dữ liệu để tiết lộ những sự kiện lớn trong tương lai. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và thị trường chứng khoán cũng như cảm xúc của ông về sự nghiệp của mình. Thông qua thiên văn, Anand thậm chí còn dám đưa ra dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ. Anh không những đề cập đến cách mà mình sử dụng trí tuệ cổ xưa và phân tích dữ liệu hiện đại để giải mã thiên văn nhằm dự đoán thiên tai, chiến tranh và xu hướng kinh tế, mà còn đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự phát triển tương lai của Đài Loan. Đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình rằng anh có thể dự đoán người kế nhiệm Tổng thống Mỹ tiếp theo là Trump hay Harris, Anand thành thật trả lời rằng thực sự là một nhiệm vụ rất thách thức vì quá trình bầu cử liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp và có nhiều biến số. Hơn nữa, chúng ta không rõ ngày sinh cụ thể của Trump và Harris. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó trong việc dự đoán. Tuy nhiên, dựa trên một số dữ liệu phân tích khác, Anand suy đoán rằng Đảng Cộng Hòa có khả năng cao hơn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Trước tình hình nước Mỹ hiện tại, MC đã đưa ra một câu hỏi rằng Anand có nghĩ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đổ hay không?
anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng cá nhân anh cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không sụp đổ, nhưng năm 2025 có thể sẽ là một thời kỳ tương đối khó khăn. Điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ xảy ra sự sụp đổ theo nghĩa thực sự, mà có thể chỉ trải qua một số điều chỉnh. Nội dung buổi phỏng vấn kết thúc bằng việc Anand giải thích chi tiết cách anh dự đoán thành công các sự kiện lớn như xung đột giữa Nga và Ukraine hay xung đột giữa Israel và Hamas. Anh tiết lộ bản thân chủ yếu sử dụng phần mềm đặc biệt để quan sát sự thay đổi của các hiện tượng thiên văn. Ví dụ vào thời điểm đúng 4 ngày trước khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ, Anand đã chú ý đến cách sắp xếp các hành tinh trên bầu trời, rất giống với giai đoạn xảy ra sự kiện 911, đặc biệt là vị trí của sao Hỏa. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, Anand đã nghiên cứu sâu về hiện tượng thiên văn trong thời gian xảy ra hai sự kiện và xem xét một số tài liệu cổ đại, bởi những trí tuệ của người xưa luôn là thông tin quý báu. Việc phân tích dữ liệu hiện đại giúp anh nắm bắt chính xác hơn các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Cuối cùng, Anand thông qua việc tổng hợp tất cả những thông tin, phân tích sâu sắc các dữ liệu quan trọng cùng tính toán nghiêm ngặt và sự thấu suốt sâu sắc, anh đã phát hiện ra rằng ngay cả trong hai sự kiện gây chấn động toàn cầu như sự kiện 911 và xung đột Israel-Hamas tháng 10 năm 2023, bầu trời cũng đã xuất hiện những hình ảnh cực kỳ giống nhau. Anand đã dựa vào những dấu hiệu này, dũng cảm đưa ra dự đoán về những vụ tấn công khủng bố tương tự rất có thể sẽ lại xảy ra và nhanh chóng đăng tải một video cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội, nhắc nhở công chúng rằng có khả năng họ sẽ phải đối mặt với những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng. Điều đáng ngạc nhiên là không lâu sau đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas quả thật đã tấn công Israel. Dự đoán thành công của Anand một lần nữa chứng minh rằng việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn cho phép chúng ta cảm nhận và có những biện pháp đề phòng trước khi các sự kiện xảy ra, từ đó giảm thiểu thiệt hại tới mức có thể. Người dẫn chương trình bày tỏ thắc mắc với Anand rằng bản thân anh đã được chú ý từ nhỏ. Điều này có thể làm anh cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề không? Khi nói về chủ đề trên, Anand chia sẻ rằng đôi lúc bản thân cũng không tránh khỏi áp lực bởi vì nhiều người kỳ vọng anh có thể đưa ra những dự đoán chính xác và sâu sắc. Do đó, để đáp ứng mong đợi lớn lao của người theo dõi, anh phải nỗ lực hết mình để nâng cao khả năng dự đoán của bản thân. Nhưng vì Anand rất yêu thích công việc của mình, nên những áp lực ấy cũng không vượt quá khả năng chịu đựng. Anand giải thích thêm rằng, bên cạnh sự yêu mến và kỳ vọng từ người theo dõi, anh cảm thấy mình đang góp phần vào xã hội thông qua các dự đoán. Mỗi lần đưa ra dự đoán, Anand luôn nỗ lực hết sức để kêu gọi mọi người quan tâm đến động vật, bảo vệ môi trường và tôn trọng người khác, mang lại ảnh hưởng tích cực cho thế giới theo cách riêng của mình. Ngoài ra, câu hỏi nhiều người mong chờ nhất là liệu rằng trong thời thơ ấu, anh đã bị gia đình lợi dụng để trở thành công cụ nổi tiếng trên mạng nhằm thu lợi kinh tế như những thông tin được lan truyền hay không? Anand tỏ ra vô cùng bình thản bởi vì các thành viên trong gia đình anh đều rất hiền hòa và tốt bụng. Họ sống ở ngoại ô thành phố nên rất ít bạn bè và người thân quay video. Dù vậy, Anand vẫn thừa nhận trong năm nay anh chỉ quay 6 video nhưng lại thường xuyên bị truyền thông đưa tin. Về điều này, anh chỉ có thể nhấn mạnh rằng cha mẹ chưa bao giờ ép anh làm bất cứ điều gì. Mỗi khi Anand muốn chia sẻ thông tin quan trọng với công chúng, anh sẽ cầm một chiếc máy quay nhỏ, tự mình kể lại và tải lên các nền tảng xã hội. Cả gia đình chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hình thức quảng bá nào. Bạn nghĩ gì về thần đồng tiên tri người Ấn Độ này? Liệu dự đoán mới nhất của Anand có đáng tin cậy hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Chàng trai mù tiên tri Nga. Liệu xung đột Nga-Ukraine có kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12? Một cậu bé tiên tri mới xuất hiện trên mạng đã đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc và người sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, cậu còn dự đoán trước được châu Âu sẽ phát triển như thế nào, khi nào hòa bình sẽ đến. Cậu bé ấy chính là Sasha Sulin. Sasha đã mất thị lực từ khi mới sinh ra. Ngoài ra, cậu còn mắc phải nhiều vấn đề khác, nhưng Chúa đã ban cho cậu khả năng đặc biệt để bù đắp cho những khiếm khuyết về thể chất. Sasha Sulin cũng có kênh riêng trên YouTube với rất nhiều lượt theo dõi, giống như thần đồng tiên tri Anand Ấn Độ. Trong video lần này, Sasha đã chia sẻ những dự đoán về tương lai cũng như nhận thức về vũ trụ. Vậy những tiên đoán quan trọng mà Sasha đưa ra là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Sasha Sulin nói rằng bản thân tin vào sự luân hồi bởi vì linh hồn sẽ chuyển từ một cơ thể sang cơ thể khác để có được những kinh nghiệm cần thiết. Và trẻ em dưới 4 tuổi có thể nhớ về kiếp trước của mình,
Ban đầu khi mẹ cậu biết con trai của mình có khả năng phi thường trong việc dự đoán tương lai, bà đã bắt đầu ghi lại những gì mà Sasha nói. Tuy nhiên, Sasha nói rằng lúc này vẫn chưa thể. Đến khi 12 tuổi, cậu sẽ sẵn sàng kể về nhiều điều quan trọng. Điều đặc biệt là năm nay, cậu bé đã 12 tuổi và đã bắt đầu kênh YouTube của riêng mình. Mẹ của Sasha là một nhà trị liệu tâm lý, nhận thức giàu kinh nghiệm. Bà không cho rằng con trai mình là một nhà tiên tri, mà chỉ là một người có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận thế giới, một người bình thường. Những người như vậy thực sự có thể nhìn thấy tương lai từ trường thông tin của trái đất, mà trường thông tin này đã tồn tại ngoài không gian. Trong một thời gian dài, mẹ của Sasha không tin rằng con trai mình có thể nhìn thấy tương lai, nhưng khi những lời tiên đoán của cậu bắt đầu trở thành sự thật, bà buộc phải chấp nhận rằng bà có một đứa trẻ không bình thường, bởi vì những điều như vậy thường xảy ra, ngay cả trong một số chuyện thường nhật. Có một lần Sasha nói rằng gia đình họ sẽ ở trong 3 khách sạn trong chuyến du lịch sắp tới. Khi đó mẹ cậu chỉ đặt một khách sạn, nhưng trong kỳ nghỉ, gia đình cậu đã phải 2 lần chuyển sang khách sạn khác vì khách sạn trước đó bị ngập nước do mưa lớn. Cuối cùng, họ thực sự đã ở trong 3 khách sạn. Thời thơ ấu Sasha không chỉ bị mù bẩm sinh do sai sót của bác sĩ, mà còn bị xuất huyết não trước khi ra đời. Mẹ của cậu cho biết, con trai bà đã giống như một người thực vật trước khi tròn 1 tuổi, không thể ngẩng đầu lên và chậm phát triển. Bà và gia đình đã nỗ lực hết sức, làm tất cả những gì có thể, từ trị liệu xoa bóp đến việc đi nhà thờ và tìm kiếm những người có khả năng siêu nhiên để giúp đỡ con mình. Một lần bà đã gặp một nhà tiên tri có năng lực mạnh mẽ. Người này nói rằng, Sasha đến với thế giới này để bị mù, vì vậy không nên làm bất kỳ điều trị nào cho đôi mắt. Nguyên nhân khiến cậu bé phát triển chậm là do một bộ phận nào đó trên cơ thể bị sai lệch, và nhà tiên tri ấy đã giúp cậu điều chỉnh để có thể giống như những đứa trẻ cùng độ tuổi. Mẹ của Sasha sau khi nghe lời của nhà tiên tri đã quay trở về nhà, và chỉ trong một thời gian sau, cậu bé cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên. Năm 1 tuổi, Sasha bắt đầu bò. Lúc 1 tuổi 3 tháng thì bắt đầu biết đi, và đến 2 tuổi, cậu đã có thể nói được. Kể từ thời điểm đó, Sasha bắt đầu làm mẹ mình sợ hãi vì cậu bé đã nói ra những câu rất kỳ lạ. Đôi khi Sasha thì thầm về những sự kiện từ kiếp trước rằng cậu thực sự tên là Kunesov. Người mẹ bắt đầu lo lắng con trai mình mắc bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi đi khám, bác sĩ cũng nói rằng não bộ của Sasha có vấn đề, bởi qua các cuộc kiểm tra, họ phát hiện ra nhịp não của cậu không ổn định mà thường xuyên vào nhịp theta. Nhịp theta xuất hiện ở vùng trán trung tâm và thái dương. Nếu nhịp này tăng về chỉ số và biên độ, thì người sẽ có sự tăng cường ức chế vỏ não. Tuy nhiên, bác sĩ nói với bà rằng thực ra nhịp độ này không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi về đến nhà, mẹ của Sasha bắt đầu nghiên cứu về nhịp theta, và ngay từ đầu bà đã phát hiện ra rằng những người thực hành thiền thường rất muốn đạt được trạng thái nhịp theta. Lúc bấy giờ bà mới nhận ra rằng hóa ra Sasha sinh ra đã có nhịp theta, và khi trong trạng thái này, cậu có thể nhìn thấy tương lai thông qua nhịp điệu của não bộ. Hầu hết các sự kiện mà Sasha thấy đều trở thành hiện thực, và khi lớn hơn một chút, Sasha đã khẳng định rằng cậu có thể biết trước tương lai. Qua những buổi chia sẻ của mình, Sasha nói rằng đôi khi cậu có thể nhận được thông tin mong muốn thông qua khả năng ngoại cảm, nhưng không chắc chúng có đến từ tương lai hay không. Trong quá khứ, Sasha đã tiên đoán sự ra đời của em trai và cứu sống một người hàng xóm đang gặp rắc rối. Nếu không có cậu bé, không ai biết rằng hàng xóm đang cảm thấy khó chịu vì bệnh tim. Hiện tại, Sasha cùng gia đình đang sống trong một ngôi làng ở Nga. Vì lý do riêng tư, họ đã giữ bí mật về nơi ở của mình, nếu không sẽ có rất nhiều người đến tìm cậu bé này và làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình. Vậy điều gì làm cậu bé tiên tri trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy? Thực ra câu hỏi thường được hỏi nhất trên kênh của Sasha là khi nào thế giới sẽ trở lại hòa bình? Tức là khi nào những xung đột trước đây sẽ kết thúc? Cậu bé trả lời rằng xung đột sẽ kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Ít nhất là vào thời điểm này, giai đoạn chiến tranh nóng sẽ kết thúc. Vào thời điểm cuối năm nay, một số sự cuồng loạn sẽ xảy ra ở Ukraine, bởi có một số gián điệp đang ngồi ở đó nghe lén các cuộc điện thoại. Tất cả các thiết bị của gián điệp sẽ bị hư hỏng, một số người sẽ rời khỏi và một số chuyện sẽ xảy ra ở quốc gia này.
Tuy nhiên, đối với những người bình thường sẽ không có gì xảy ra. Nhìn chung lời tiên tri này nói về việc giữa những điệp viên của các quốc gia sẽ xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, Sasa còn nói rằng trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện sự thành công. Nhiều người mang trong mình bộ mặt u ám. Tuy hiện tượng này không xảy ra ở mọi nơi, nhưng ở một số quốc gia sẽ phải như vậy. Theo dự đoán của Sasa, trong 5 năm tới, Nga sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi xung đột, nhưng ở châu Âu sẽ xảy ra một vụ bê bối rất lớn. Sự kiện này sẽ rất nghiêm trọng. Sasa cũng nói ngày tận thế sẽ không đến, hoặc nói rằng có thể sẽ đến muộn, thậm chí là không xảy ra trong suốt cuộc đời chúng ta. Đối diện với câu hỏi rằng mọi người cần làm gì để sống trong hòa bình, Sasa cảnh báo rằng ngay cả khi biết được diễn biến trong tương lai, chúng ta cũng gần như không thể thay đổi bất cứ điều gì. Mỗi người cần phân tích thông tin, đừng nghe những lời vô nghĩa của người khác mà phải suy nghĩ trước khi hành động. Xem điều đó có đúng hay không và còn phải thay đổi chính mình. Dự đoán này có lẽ đang nói về vấn đề dư luận trên mạng. Sasa cho biết chúng ta nên có suy nghĩ riêng, đừng để bị dẫn dắt bởi những thông tin giả mạo. Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào dự đoán của Sasa. Mẹ của cậu bé nói bà thường gặp phải sự chỉ trích từ những người dùng trên mạng xã hội, rằng bà chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của con trai để kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có không ít người tin vào Sasa, thậm chí có một số nhân vật nổi tiếng của Nga. Một nhà tâm lý học còn bình luận rằng Sasa trông giống như một người khả năng nhìn xa trông rộng thực sự. Nhiều người bình luận rằng không chắc điều này có thật hay không, nhưng họ vẫn tin rằng thế giới thực sự tồn tại những điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Việc có tin vào những dự đoán này hay không là lựa chọn của mỗi người. Bạn nghĩ gì về những tiên đoán của cậu bé tiên tri Sasa Sulin? Mời để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Những dự đoán Parker và Johnny về thảm họa Nhật Bản, cuộc bầu cử của Trump và cuộc thanh lọc vĩ đại của trái đất. Hai bậc thầy tiên tri là Hamilton Parker và Johnny Pachi đã có một buổi kết nối thú vị trên YouTube để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Johnny Pachi được biết đến là người đã nghiên cứu và sử dụng chiêm tinh vệ đà được 20 năm. Trong thời gian học tập tại Ấn Độ, thì Parker cũng đã tiếp xúc với loại kiến thức cổ xưa và bí ẩn này. Cả hai đều đồng ý rằng chiêm tinh vệ đà đã giúp họ hiểu sâu sắc về nghiệp báo và nhận ra ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống như thế nào. Hai nhà tiên tri của chúng ta nói gì về vấn đề này? Họ đã đưa ra những dự đoán gì cho những thảm họa tiếp theo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết trong video ngày hôm nay. Parker tin chắc rằng vận mệnh của mỗi người không thể tùy ý sắp đặt, mà thực tế ngay từ khoảnh khắc sinh ra, cuộc đời của bạn đã được ghi chép trên một lá số tử vi duy nhất, giống như những gì người Trung Quốc thường nói về tử vi bát tự. Trên thực tế, tử vi có sự tương đồng với bản đồ sao. Sau khi nghiên cứu biểu đồ sao của Trump, Johnny đã rút ra một số kết luận đáng kinh ngạc rằng mặc dù Trump hiện tại đang đối mặt với nhiều rắc rối, tình hình có vẻ không khả quan, nhưng biểu đồ sao lại cho thấy vận mệnh của ông ổn định hơn so với lần ông thắng cử trước đó. Vào ngày bầu cử, biểu đồ sao của Trump cho thấy sao Kim và sao Mộc đồng thời xuất hiện. Hai hành tinh này có liên quan mật thiết đến vận may của ông. Johnny cho biết, sao Mộc sắp vào cung thứ 10 của Trump, trong khi sao Kim sẽ lùi về cung thứ 4. Trong chiêm tinh học, cung thứ 4 được xem là biểu tượng của quyền lực. Ngoài ra, bà cũng đề cập rằng Trump sinh vào ngày có nguyệt thực. Những người như vậy thường có năng lượng mạnh mẽ, nên Johnny tin chắc rằng ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Dự đoán của Parker hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Johnny, bởi vì ông cũng đã nghiên cứu biểu đồ sao của Trump. Tuy nhiên, Parker chỉ ra rằng biểu đồ sao cho thấy sau khi đắc cử, Trump có thể sẽ thể hiện phong thái của một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhà tiên tri thậm chí còn đề cập đến tiền kiếp của Trump là một người Bà La Môn Ấn Độ. Theo dự đoán từ biểu đồ sao, vị tổng thống mới của nước Mỹ có khả năng sẽ đưa ra nhiều quyết định gây chấn động toàn cầu khi hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, trở thành một nhân vật tương tự như nhà lãnh đạo tôn giáo. Còn về tôn giáo này là Kitô giáo hay là một loại tôn giáo phương Đông mà ông đã tin trong tiền kiếp, thì Parker cũng không chắc chắn. Nhưng ông tin rằng đây có thể sẽ là một loại tôn giáo hoàn toàn mới, vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mặc dù Trump đã thành công trong việc tái đắc cử, nhưng tình hình thế giới chưa chắc đã ổn định hơn. Cả Parker và Johnny đều cho rằng tương lai thế giới có thể trải qua một giai đoạn tăm tối. Đầu tiên, họ dự đoán rằng Paris sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc bạo loạn công cộng. Lúc đó sẽ xảy ra các cuộc xung đột bạo lực quy mô lớn trên lãnh thổ Pháp. Thứ hai, Parker dự đoán rằng
khu vực dòng chảy của Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một đám mây khí khổng lồ với diện tích bao phủ rộng lớn, gần như chiếm một nửa trái đất. Ông dự đoán rằng điều này có thể là do sự chuyển động của các mảng lục địa lớn gây ra, chứ không phải là hiện tượng kích thích đảo ngược. Ngoài ra, Parker cũng cảnh báo rằng đám mây khí khổng lồ ấy có thể sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến núi Phú Sĩ ở Nhật Bản và bang California của Mỹ. Như mọi người đều biết, Nhật Bản nằm trên vành đai núi lửa và mặc dù núi Phú Sĩ có phong cảnh hùng vĩ, nhưng thực tế nó lại là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhiều nhà khoa học cũng dự đoán rằng núi Phú Sĩ có thể sẽ phun trào một lần nữa. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Tóm lại, dự đoán của Parker và Johnny đã cung cấp cho chúng ta một góc nhìn độc đáo về những xu thế lớn của thế giới, khiến chúng ta vừa có hy vọng về tương lai, vừa phải vô cùng cảnh giác. Ngoài ra, lời tiên tri thứ ba của Johnny còn nói rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một thảm họa quy mô lớn. Về vấn đề này, trước đây bà thực sự không chắc chắn, nhưng dựa trên những hiện tượng kỳ lạ từ những đám mây bí ẩn mà Parker mô tả, Johnny dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trước đây, Johnny đã có nhiều dự đoán thành công như trận đại sóng thần xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Nhiều người dân Nhật Bản đã vô cùng biết ơn vì bà đã giúp họ tránh được nhiều tổn thất về tài sản. Và lần này, Johnny Pachi lại nhìn thấy dấu hiệu về thảm họa lớn sắp xảy ra từ bản đồ sao của Nhật Bản. Mặc dù không biết đó là một cuộc tấn công do con người, động đất, chiến tranh hay vũ khí hạt nhân, nhưng bà tin chắc đây sẽ là một sự kiện lớn. Các hiện tượng thiên văn cho thấy sao Thiên Vương đang tiến vào Kim Ngưu và hình thành sự kết hợp với Mộc Tinh. Tình huống này chỉ xảy ra một lần trong 84 năm và lần gần đây nhất là diễn ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Khi đó, Nhật Bản đã tấn công Trân Châu Cảng, còn Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Johnny nhấn mạnh rằng đây không phải là lời phóng đại, bởi vì những hình ảnh như vậy lại xuất hiện một lần nữa và rất nhanh thôi, sao Hỏa sẽ hình thành sự kết hợp khác với sao Thiên Vương. Sự kết hợp này khá nguy hiểm, bởi cụ thể sao Kim Ngưu sẽ hình thành sự kết hợp với sao Angol. Angol còn được gọi là Beta Persei, nằm trong chòm sao Perseus. Mọi người thường gọi nó là ngôi sao quỷ, bởi trong thần thoại Hy Lạp, ngôi sao này chính là Gorgon Medusa, người phụ nữ bị chặt đầu vĩnh viễn. Trong chiêm tinh học, Angol được xem là một ngôi sao cực kỳ ác độc. Nhà chiêm tinh vĩ đại thế kỷ 17, William Lilly đã từng cảnh báo rằng trong lịch sử có nhiều nhân vật nổi tiếng, nếu ai đó có khía cạnh của Angol trong bản đồ sao của họ, thì người đó rất có thể sẽ mang lại vận rủi cho bản thân hoặc cho người khác. Vậy nên bản thân người này phải trở nên trưởng thành và thông suốt hơn. Johnny cũng nhắc mọi người rằng rất nhiều người nổi tiếng như Picasso, Dali, Van Gogh, công nương Diana trong bản đồ sao của họ đều có Angol. Bà cảm thấy rằng trái đất có thể sắp đón một sự chuyển biến lớn và tin tưởng chắc chắn về trực giác của mình. Nhưng đến cuối cùng, dù ban đầu chúng ta có thể không hiểu rõ tình hình, nhưng chắc chắn sẽ có thể lĩnh hội được nhiều điều từ đó. Trong dự đoán thứ tư của hai nhà tiên tri, mọi sự xảy ra đều là nhờ vào lòng từ bi của Chúa. Nên vào khoảng ngày 20 tháng 4, sao Thiên Vương và sao Mộc đã hình thành sự kết hợp ở Bạch Dương. Đây là một dấu hiệu chiêm tinh cho thấy làn sóng thức tỉnh tâm linh đã đến. Sao Thiên Vương đại diện cho những điều bất ngờ và sự thay đổi. Trong chiêm tinh học, nó còn biểu trưng cho sự thức tỉnh tâm linh, còn sức mạnh của sao Mộc sẽ làm cho tín hiệu này trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thời gian tới, sẽ có nhiều người bắt đầu tỉnh thức để khám phá những bí mật siêu hình mà khoa học không thể giải thích, cùng những sự thần của vũ trụ thay vì chỉ nghe một chiều từ truyền thông. Johnny đặc biệt nhấn mạnh rằng, chiêm tinh học không chỉ đơn giản là nghiên cứu các vì sao, mà là thông qua việc giải mã mối quan hệ giữa các vì sao và bản đồ sao, để tìm ra mật mã vận mệnh của mỗi người. Đó mới chính là giá trị thực sự của chiêm tinh học. Ngoài ra, Johnny còn tiên đoán rằng trái đất sẽ trải qua một cuộc chuyển biến lớn. Quá trình ấy giống như một cuộc thức tỉnh của nhân loại và tất nhiên, cuộc chuyển biến lớn này sẽ không dễ dàng và vui vẻ mà là một cuộc đối đầu quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giống như cơn đau trước khi chuyển dạ đầy thách thức và khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ chào đón một kỷ nguyên tươi đẹp. Thực ra, ngay trong buổi phát trực tiếp của mục sư Brandon, ông cũng đã đề cập đến việc Chúa sẽ thu hoạch linh hồn vào thời điểm tận thế. Đây giống như một dạng phán xét đối với linh hồn. Tại các nước phương Tây, cách nói này được gọi là sự thu hoạch linh hồn của Chúa, trong khi ở phương Đông thì được gọi là đạt được hoặc chiếm được quốc vị. Nói cách khác, thời khắc phán xét không phải xảy ra ngẫu nhiên,
mà là một thử thách từ Chúa đối với những người tin tưởng Ngài và toàn nhân loại. Trong thời khắc then chốt của cuộc phán xét này, ai sẽ bị loại bỏ, ai sẽ được cứu rỗi và ai sẽ đạt được sự trọn vẹn trong tâm hồn? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân. Nếu nhân loại chọn sai con đường, họ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tiến hóa lớn. Theo tình hình hiện tại, có vẻ như con người vẫn chưa có dấu hiệu đưa ra lựa chọn đúng đắn. Parker cũng cảm thấy rằng chúng ta đang đi trên một con đường khó khăn nhất, nhưng đây cũng là một bước ngoặt quan trọng dẫn đến thời hoàng kim. Có thể con đường trong tương lai vẫn còn gập ghềnh, nhưng chỉ cần nhân loại giữ vững hy vọng, kiên định tiến đúng hướng, thì có khả năng vượt qua bóng tối và chào đón một tương lai tươi sáng mà chúng ta mong đợi. Lời tiên tri từng là của một kẻ điên, giờ đây lần lượt được ứng nghiệm. Năm 2024 có phải là sự khởi đầu của sự kết thúc? Những lời tiên tri từng bị coi là điên rồ, giờ đây đã từng bước trở thành hiện thực. Nhiều nơi có nguy cơ trở thành chiến trường đẫm máu và những chảo lửa cực nóng chưa có nguy cơ hạ nhiệt đang diễn ra trên khắp thế giới. Liệu năm 2024 thực sự sẽ là khởi đầu của ngày tận thế khi tình hình thế giới hiện tại đang trong thời điểm căng thẳng? Khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2024. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem lại lời tiên tri về kế hoạch Anglo-Saxon về năm 2024, thời điểm được xem là khởi đầu của ngày tận thế. Tháng 2 năm 2010, video tiên tri do một người đàn ông tên là Bill Duane đến từ Anh đăng tải bất ngờ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong video, Bill cho biết ông đã nhận được thông tin từ một thành viên của Hội Tam Điểm rằng trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm tới, Hội Tam Điểm sẽ phát động cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Bước đầu tiên của cuộc chiến tranh này chính là xung đột giữa Israel và Iran. Sau đó, một căn bệnh giống như dịch bệnh sẽ nhanh chóng lan rộng toàn cầu và tất cả những điều này sẽ là khởi đầu của ngày tận thế. Nội dung video vào thời điểm đó bị coi là vô lý và người tiết lộ Bill cũng bị mọi người xem như một kẻ tâm thần. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, những gì mà Bill Duane chia sẻ không khỏi khiến người ta rùng mình, bởi vì cuộc chiến giữa Israel và Iran đã bắt đầu vào tháng 4 năm nay. Vậy nhân vật Bill Duane bí ẩn này rốt cuộc là ai? Theo như những gì bản thân giới thiệu, Bill Duane tốt nghiệp từ Đại học Bristol ở Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, ông đã vào làm tại một công ty tư nhân mà đối tượng phục vụ của công ty này chính là công ty hệ thống hàng không vũ trụ Anh. Do tính chất công việc, Bill thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật cấp cao trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Dần dần, ông cũng tiếp cận được một số thông tin mà người bình thường không thể tiếp cận, chẳng hạn như các sự kiện liên quan đến người ngoài hành tinh. Bill tiết lộ rằng, thực tế, nhiều quốc gia và chính phủ đã chủ động tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh từ rất lâu, thậm chí còn sử dụng công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh để giúp đất nước mình phát triển công nghệ. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2005, Bill đã dành phần lớn thời gian để tập trung vào nghiên cứu về nền văn minh ngoài hành tinh. Với mục đích này, ông cùng bạn bè đã thành lập dự án Camelot và chỉ sau năm thứ 5 kể từ khi dự án Camelot được thành lập, một bức thư bí ẩn không có chữ ký đã tiết lộ một kế hoạch khiến người ta kinh hoàng về ngày tận thế của nhân loại. Vậy nội dung bức thư thực sự là gì? Khi những lời tiên tri trong bức thư bí ẩn trên từng được coi là điên rồ, nay lại đang dần trở thành hiện thực vào năm 2024. Thậm chí nhiều người còn cho rằng tình hình thế giới hiện tại chỉ là khởi đầu của kế hoạch mà nhân loại biết rõ. Năm 2010, một cựu quân nhân Hải quân Anh đã gửi cho Bill một bức thư bí ẩn, hé lộ hoàn toàn bức màn bí ẩn của kế hoạch Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ban đầu không thực sự là một kế hoạch, mà là để chỉ những người Anglo-Saxon. Vào thế kỷ thứ 5, một đội quân Germania đã xâm lược quần đảo Anh và thiết lập nền văn minh thời kỳ 7 vương quốc. Nhóm người này tự xưng là người Anglo-Saxon. Theo thời gian, sự thống trị của người Anglo-Saxon đã không còn, nhưng từ này dần dần phát triển thành để chỉ những nhóm người có nguồn gốc từ Anh, với tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng tại sao người tốc độ bí mật này lại gọi Anglo-Saxon là kế hoạch ngày tận thế? Chủ nhân của bức thư cho biết, trong thời gian phục vụ trong Hải quân Anh, ông đã tận mắt chứng kiến chính phủ Anh có một loạt hợp tác giao dịch với nền văn minh ngoài hành tinh. Sau khi xuất ngũ, ông tiếp tục đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính phủ. Một lần khi tham gia một cuộc họp của giới tinh hoa, ông đã biết về kế hoạch Anglo-Saxon. Nội dung cuộc trò chuyện bao gồm việc Israel sẽ phát động chiến tranh với Iran, buộc Iran phải khởi động vũ khí hạt nhân để phản công. Đồng thời,
các nước phương Tây sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để ứng phó với khả năng xảy ra thế chiến thứ ba bất cứ lúc nào. Sau đó, họ sẽ phát tán một loại virus tương tự như cúm. Cuộc khủng hoảng sinh học này sẽ lan rộng khắp cả nước, với mục đích cuối cùng của kế hoạch là làm giảm bớt một nửa dân số thế giới, kiểm soát dân số trong phạm vi mà giới tinh hoa có thể kiểm soát, nhằm đối phó với những thảm họa lớn hơn ở phía trước và tái thiết nền văn minh nhân loại sau thảm họa. Kế hoạch tiêu diệt nhân loại liệu có thật sự tồn tại không, khi những lời tiên tri từng được coi là điên rồ, giờ đây lại đang trở thành hiện thực. Mặc dù video tiên tri của Bill trong thời kỳ đó không gây ra nhiều tiếng vang, nhưng những lời tiên tri liên tiếp được chứng thực. Israel thực sự như lời tiên tri đã nói, thường xuyên gây ra xung đột trong cộng đồng quốc tế. Tháng 10 năm 2023, Israel và Palestine bùng nổ xung đột. Một năm sau khi xung đột nổ ra, số người thiệt mạng tại dải Gaza đã vượt quá 40.000 người, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang bế tắc. Quân đội Israel tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở phía nam Lebanon, thậm chí tấn công lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Những người thiệt mạng gần như đều là dân thường. Hơn nữa, tình hình ở biên giới Triều Tiên cũng cực kỳ căng thẳng. Cuộc chiến này nếu như nổ ra sẽ liên quan trực tiếp đến các cường quốc lớn, rất dễ dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân như Bill đã dự đoán. Mặc dù ngọn lửa chiến tranh chưa bao giờ tắt, nhưng may mắn là đến hiện tại, các quốc gia vẫn đang giữ quan điểm hạn chế tranh chấp hạt nhân. Ngay cả đại dịch Covid vào năm 2020, một giống cúm đã quét qua toàn cầu, trong khi các nước phương Đông nhanh chóng phản ứng, kịp thời thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, thì các nước phương Tây có vẻ như dậm chân tại chỗ trong thời điểm khó khăn này. Hành động trên khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu có phải đại dịch Covid cũng nằm trong kế hoạch Anglo-Saxon hay không? Những tiên đoán trong video của Bill Ryan hiện tại tuy rằng đã ứng nghiệm, nhưng không phải mọi thứ đều không thể cứu vãn. Liệu kế hoạch Anglo-Saxon như trong bức thư bí ẩn chỉ là một thuyết âm mưu? Thật giả suy cho cùng, đối với chúng ta cũng chỉ là suy đoán, bởi những giả thuyết đều mơ hồ. Bạn nghĩ gì về những lời tiên đoán được xem là điên rồ của Bill Ryan khi nó đang dần ứng nghiệm? Mời để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.